Đất rừng phương Nam, mạo danh là phim được nhà nước đặt hàng. Đất rừng phương Nam ra rạp từ ngày 13 tháng 10 và tạo tranh luận ngay khi ra mắt. Khi dư luận tranh cãi chưa dứt về yếu tố lịch sử trong phim, thì đất rừng phương Nam lại tiếp tục gây xôn xao với thông tin phim được làm từ ngân sách nhà nước. Theo đó, trang thông tin điện tử của huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, một trong những địa điểm quay đất rừng phương Nam đăng tải công văn xin phép ghi hình của công ty cổ phần sản xuất phim Hoàng Khuê gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đồng Tháp ngày 12 tháng 10 năm 2022 về việc sản xuất phim truyện đất rừng phương Nam. Công văn ghi, căn cứ công văn số 18676, quyết định Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về việc phê duyệt kịch bản đất rừng phương Nam theo kế hoạch sản xuất phim truyện điện ảnh do nhà nước đặt hàng. Tuy nhiên, trên cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã công khai quyết định số 1230, quyết định Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công bố ngày 26 tháng 5 năm 2022 về dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao ngân sách, mục giao thự dự toán chi ngân sách nhà nước đặt hàng sản xuất phim và tài trợ phổ biến phim năm 2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, không hề có tên phim Đất rừng phương Nam. Trưa ngày 19 tháng 10, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh về vấn đề này, được xác nhận đất rừng phương Nam không phải là phim nhà nước đặt hàng sản xuất. Cần làm rõ công văn đất rừng phương Nam là phim do nhà nước đặt hàng hay không. Trong lưu trữ trên trang website của huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp có tồn tại 3 văn bản, mà trong đó văn bản đáng chú ý nhất là công văn xin phép ghi hình. Trong công văn này, có nói đến sự tồn tại của quyết định số 18676 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về việc phê duyệt kịch bản phim đất rừng phương Nam theo kế hoạch sản xuất phim truyện điện ảnh do nhà nước đặt hàng. Theo như công văn của HK Phim, phim Đất rừng phương Nam là phim nhà nước đặt hàng và kịch bản đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch duyệt. Nội dung công văn này rất cần được làm rõ và thông tin thật hay thông tin giả tạo, ngụy tạo. Đã tìm ra dấu tích công văn. Trên cổng thông tin điện tử của tỉnh An Giang, tôi tra được bộ hồ sơ xin hỗ trợ việc quay phim ghi hình của HKF. Trong đó, có đính kèm một công văn dấu đỏ thuộc dạng quyết định, số hiệu công văn số 1867, quyết định Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, được ký bởi Thứ trưởng Tạ Quang Đông. Trong công văn thể hiện rõ phê duyệt kịch bản đất rừng phương Nam của công ty cổ phần sản xuất phim Hoàng Khuê đặt để đăng ký kế hoạch sản xuất phim điện ảnh do nhà nước đặt hàng 2022. Kèm theo quyết định này trong bộ công văn còn có tóm tắt kịch bản có đóng dấu treo. Tuy nhiên, khi tra cứu quyết định trên cổng thông tin của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch hoàn toàn không tìm thấy dấu tích. Ở tờ quyết định kể trên có một sự mập mờ trong khái niệm nhà nước đặt hàng dùng chữ phê duyệt kịch bản đất rừng phương Nam của công ty cổ phần sản xuất phim Hoàng Khuê đăng ký kế hoạch sản xuất phim điện ảnh do nhà nước đặt hàng năm 2022, cho thấy ở đây mới chỉ là phê duyệt một đăng ký kế hoạch phim nhà nước đặt hàng mà thôi, chứ nó không hề khẳng định rằng đất rừng phương Nam là phim nhà nước đặt hàng. Tuy nhiên, có mấy vấn đề đáng lưu tâm như sau. 1. Nếu không phải là phim nhà nước đặt hàng, việc đăng ký xin hỗ trợ ở các địa phương dưới danh nghĩa phim nhà nước đặt hàng là sai. 2. Văn bản Thứ trưởng Tạ Quang Đông ký có khẳng định đã phê duyệt kịch bản, đi kèm có tóm tắt kịch bản, trong đó ghi rõ có sự xuất hiện của Thiên Địa Hội và không nhắc tới bất kỳ tổ chức chống thực dân nào khác. Trách nhiệm của người duyệt kịch bản phải được làm rõ. Ai duyệt? Duyệt có bút phê hay không? Bút phê ấy có góp ý yêu cầu chỉnh sửa hay không? Nếu đã có quá trình duyệt trước mà để phim vẫn ra rạp vẫn gặp sự cố, không thể bắt một mình nhà sản xuất chịu trách nhiệm được. Cơ quan bộ phải kiểm điểm việc này. 3. Nếu không có lưu trữ ở cổng thông tin Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, liệu có phải quyết định này là một công văn giả?